nhà để bán luôn. Ở đây ví dụ như cái này là chân của mình đã nhỏ, mà một chút chân như thế này người ta muốn làm xong một chút chân như thế này ít nhất là phải được 5 mũi này. Người ta bắt đầu người ta vẽ này, người ta vẽ từng tờ này, vẽ trên một cái miếng và phần lớn lên miếng vải. Sau khi vẽ xong thì bắt đầu người ta mới tạo hình. Thì những thanh đá thế này người ta phải cưa ra nhỏ vậy, và người ta sẽ dùng những cái kìm người ta bóng được cái ô như ông này ông đang bấm đây. Cái này hoàn toàn là đá hết. Cái này nếu bức tranh này ít nhất phải làm nửa tháng đến một tháng mới xong. Sau khi làm xong rồi người ta chấm một miếng keo, người ta nhãn lại. Thì bên này là chân tỉ mỉ, có một loài chân khác tỉ mỉ hơn là những viên đá cực kỳ nhỏ nữa kìa. Và trong kia chúng ta sẽ thấy bức tranh này làm ít nhất cũng phải 2 đến 3 tháng mới xong. Đây, chúng ta thấy ông đang làm này. Ở đây miếng vải, vì sao lại dùng cái này miếng vải mà không làm miếng khác? Thưa quý vị, vì sao đây là miếng vải? Nó dính. Miếng vải để người ta dính vào với nhau như vậy rồi, những viên đá nó dính với nhau này. Quý vị thấy trên này mặt lông tay này. Ngày kia 45 ngày, cái này 3 tháng. Và thực sự ra những cái này nó cũng chi tiết thì mình có những loài mà nó cắt cái miệng đá nó nhỏ xíu cho nó làm thì cái đó là cái mà انا تحكي لي مش مشو مش بردان والله سالت بس مرتي علي انت مش بردان نو عن جد نو ما هي برد بس طبعا انت ما هو كل انا ها À, thì nó chuyển má được, ví dụ mua những cái mặt đạp bàn ghế hay một đồ cổ cứ bị cái này không. Wow. Việt. Morning. How are you? Good. Yeah. Hi. Thank you.
xong cho quý vị cái cùng chúng ta cùng đi nữa nha. Era puxa já meio flash. This is your option.